Ok, chào mừng các bạn đến channel của Omega TT. Thì cực kỳ lâu rồi, sau 2 tháng rồi mình mới quay trở lại cái kênh này. Thì từ sau khi cái sự kiện mà hồi Tết năm 2021 là cộng thêm mấy cái kỳ thi như giữa kỳ là cuối kỳ á, là cuối cùng cũng ở đây quay cho các bạn. Nhưng á, là cuối kỳ này mình đã hoàn thành sau cái tuần mình đi cuối kỳ á, cho đến bây giờ là cách khoảng 3 tuần rồi, à không, 1 tuần thôi. Do có một số vấn đề á, cho nên mình phải giờ tới tận bây giờ mình mới quay giúp bạn xem. Điều tiên thì cái lý do là mình làm video trễ là do trước đó mà trước đó mình ôn rất là lâu. Con đi con vào. Nên mình không có thời gian. Ban đầu á thì mình có tính rằng cái video để mà hướng dẫn các kiếm xu trong Aquanda thì tại vì trong cái video mà hiện tại là nhiều view nhất trong kênh của mình á, đã kênh mà hướng dẫn sử dụng Aquanda thì kênh đó nó có rất là nhiều bạn á muốn kêu mình á làm một cái video về Aquanda. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn là những bạn mà đã hỏi mình về cái cách kiếm xu á, thì cái cách kiếm xu á thì nó chỉ nhận được á sau khi mà kiểu như là nếu hay mà đến những sự kiện mà đặc biệt hay là quan trọng gì đó, nó có liên quan đến lịch sử Việt Nam mình á, thì nó sẽ tự cho các bạn show, chứ các bạn không thể nào mà xem video show được. Tại vì mình đã nghiên cứu kỹ xem ở trên đó thì mình mới phát hiện ra là trên app đó không có chức năng mà xem video để kiếm show đó. Cho nên á là các bạn cho nên cái việc kiếm show này á là rất là khó, nên chỉ đến khi nào mà các bạn mà kiểu như là nó đến cái ngày nào mà quan trọng á, nó sẽ nên tự động cấp cho các bạn á khoảng số khoản tiền nhỏ để các bạn có thể thuê gia sư để mà chỉ dạy. Ngoài ra trong cái video về đứa con của Sango á, đó cái video đó thì có một bạn là yêu cầu mình là về Naruto. Thật sự á là nói cái này có lẽ là cái người mà yêu cầu mình làm video đó cũng khá là buồn, nhưng mà mình không có xem anime nhiều cho lắm. Vì là Naruto mình cũng ít xem, cho nên á là cho dù mà nếu mình có làm về Naruto thì một mình làm được game, hai là làm về gì đó liên quan đến Naruto thôi, chứ mình không có phân tích về nhân vật gì đâu. Đó là những gì mình muốn nói về những bạn mà đã bình luận ở phía comment ở những video trước đó. Cái thứ hai là mình sẽ nói cho các bạn đó là liên quan về kênh thứ hai, là mình có thông báo nhưng mà mình lại quên. Đó là cái kênh đó là bây giờ mình sẽ chấm dứt việc làm về Jurassic World, tại vì thị thẩu mình đã không đủ dung lượng nữa rồi á. Ảo chó xe ảo chó không đủ luôn đó, cho nên mình phải xóa đây đó. Trước đó mình cũng tính quay chứ, nhưng mà lúc đó mà thị thẩu mình không có đủ dung lượng đâu, cho nên cái chuyện quay video đó là chắc là nó khó, cho nên mình đã xóa đây, là mình đã không làm nữa. Sao lại không nhỉ đi vậy? Nhưng mà các bạn đừng như thế mà nghĩ rằng kênh đó là mình đã không làm nữa nha. Đó là trong tương lai mình sẽ dự định nghĩ ra những kế hoạch khác để làm về những chủ đề mới trên kênh thứ hai của mình. Đó là cái tin thứ hai. Còn cái tin thứ ba thì hiện tại cái CV Thế Giới Công Nghệ là hiện tại mình đã xong cái gì mà chuẩn bị cái phần nhân vật giọng nói đó. Giờ mình chỉ cần là tìm kiếm ảnh xong rồi lồng ghép là tạo thành tập 2 thôi. Thì thật sự ra cái tập 2 này mình thề á, là cái hồi hè mà năm 11 á. Nó thật sự là ban đầu á mình cũng tính làm chứ, nhưng mà là biến. Tại vì á cái việc làm cái tập 2 đó á thật sự rất khó. Là đầu tiên mình phải làm chỉnh âm thanh để tạo ra âm thanh của nhân vật nè. Thứ hai á là mình phải tìm ra những tấm ảnh phù hợp để tạo ra một cái bối cảnh công nghệ một cách hoàn thiện nhất để phù hợp cho cái viễn cảnh ở trong cái phần phim movie này. Cho nên á là các bạn hãy bỏ ít thời gian á là xem những video trước đó để giết thời gian chờ đợi. Mình mong á, mình chắc chắn luôn là trong khoảng là 2 tháng à không, 1 tháng rưỡi thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ ra tập 2 của Thế Giới Công Nghệ. Các bạn hãy chờ mình nha. Là đéo. Ok, đéo. Đó. Còn những gì mình còn cái chủ đề mà mình muốn làm hôm nay á thì thật ra mình chuyển qua đây để mà tâm sự với các bạn á là lý do tại sao là mình đã không ra video trong vòng 2 tháng, và lý do mà không ra video kênh thứ hai game mà thực sự á.
đó. Thì cái kênh thứ hai là mình sẽ từ từ mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ đặt chủ đề gì cho kênh thứ hai. Mình nghĩ chắc cũng là game nhưng mà không phải là game Roy Sport nữa, tại vì mình đã xóa mục tiêu rồi. Thì cũng do dung lượng thôi đó, cho nên anh và các bạn cứ xem kênh này. Còn kênh thứ hai á, là mình sẽ từ từ mình sẽ suy nghĩ xem mình sẽ ra chủ đề gì cho mình xem đó. Thì thật sự là cái kênh thứ hai á, là cái lượng đăng ký nó cũng khá là ít, nhưng mà còn cái kênh Mega TXT hiện tại này á, thì thật sự cái đó là chúc mừng, tại vì á là cái video mà hướng dẫn app Wanda hiện tại là cái video mà có nhiều xem nhất. Và trong tương lai mình nghĩ là khả năng cao á, là cái video mà về đứa con của Sango á, là view á, nó sẽ đứng cao thứ hai sau cái video đó. Tại vì mình đã nhìn qua á, thì cái lúc mình đăng lên thì nó chỉ khoảng tầm có mười mấy lượt xem thôi. Nhưng mà trong thời gian mà mình đang thi giữa kia và cuối kia á, thì mình mở lên mình tự nhiên mình bắt gặp được là cái view đó là đang tăng lên khoảng 500 mấy á. Mình không tin được tại sao cái video đó lại nhiều đến vậy. Thì mình thấy á, là một số bạn á kiểu như không thích tâm linh nhiều, cho nên kiểu như mình cũng thích tâm linh cho lắm, mình cũng thích chứ, nhưng mà kiểu như là các bạn không xem á, chỉ xem về cái thử thách đồ này á đó, cho nên mình mong á là các bạn hãy thông cảm cho mình nha, tại vì đầu bây giờ mình cản ý tưởng luôn rồi, mình đi xong mà không còn cái sức gì để mà làm gì nữa hết đấy. Cho nên á, mình mong là các bạn hãy chờ đợi những video sắp tới mình sẽ ra, cũng như là những cái video mà mình thông báo trước đó trong cái video mà thay đổi mới trong năm 2024 á, cái video mà trước hai cái video mà đốt pháo trong Tết 2024 á, thì mình có nói á, là xong là trong khoảng bao giờ á, là mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ quay nhiều view đẹp nhiều hơn, chứ không phải là cứ ngồi đây trong một phòng rồi nói chuyện, các bạn nghe nó hơi là chán đó là những gì mình muốn nói thôi. Rồi sau đó là trong khoảng 3 ngày sau cái video này á, là mình sẽ ra một cái video quay về tuổi thơ chơi game đó, game á, cộng thêm đó là tuổi thơ một số các bạn, đặc biệt những bạn mà kiểu cháu ở trong đây á, là các bạn đã từng chơi rồi á. Mình mong các bạn hãy đón tiếp cái video mới này, chúng sau này mình sẽ ra đó, trong những gì mình muốn nói. Thì ok, cảm ơn các bạn đã ngồi đây và xem video của mình. Nếu bạn thấy hay á thì để lại cho mình một like và một cái bình luận phía phần comment, và nhớ share cái video này và subscribe 3 kênh của mình nha. Kênh thứ ba này hiện tại á, là mình sẽ quyết định, nếu mà kênh của mình đạt được 300 người đăng ký, mình sẽ chính thức thành lập kênh thứ ba, là cái kênh á liên quan đến tâm linh á đó. Và nhớ là ấn chuông phía kênh Mega TXT để nhận thêm thông báo từ kênh của mình nha. Ok, đó là những gì mình muốn nói với các bạn thôi. Ok, tạm biệt các bạn nha.